Sáng nay tại xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành hệ thống cấp nước tập trung hiện đại với công suất 28.000 mét khối một ngày đêm. Đây là một trong các công trình thuộc 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và Phong Điền, được Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2020, với mục tiêu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố. Công trình hệ thống cấp nước tập trung xã Nhân Ái, huyện Phong Điền gồm các hạng mục chính như công trình thu nước thô với công suất 28.000 mét khối, hồ dự trữ nước dung tích 14.000 mét khối, bể trộn, cụm bể phản ứng, bể lọc trọng lực, bể chứa nước sạch dung tích 1.600 mét khối cùng trạm bơm và nhà điều hành. Hệ thống cấp nước xã Nhân Ái sẽ cấp nước cho các xã thị trấn thuộc huyện Phong Điền, một số xã thuộc huyện Thới Lai dọc theo tuyến ống liên huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và kết nối với hệ thống cấp nước mặt xã Đông Thắng, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, hệ thống cấp nước mặt xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai để cấp nước liên tục ổn định, đảm bảo cấp nước trong mọi tình huống phục vụ nhân dân. Trước đây thì nhiều cái hệ thống cho cấp nước cho một xã, còn cái hệ thống này là một hệ thống cấp nước cho nhiều xã. Thì chính vì vậy là không những là nhiều xã mà có thể là kết nối được 3 huyện của thành phố. Và cái hệ thống này là sẽ được kết nối với các cái hệ thống trên các địa bàn khác, tạo một cái trục vệ tinh thông mạch với nhau. Theo thiết kế, tổng số hộ được cấp nước từ hệ thống khoảng 34.000, tương đương khoảng 157.000 người. Cùng với 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước nêu trên đã mang nguồn nước sạch về tận cấp vùng sâu, vùng xa nhất của thành phố để người dân nông thôn có được nguồn nước sạch sử dụng, sinh hoạt. Qua đó, nâng tổng số hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch trong năm nay đạt trên 91,5%, góp phần đảm bảo an sinh, phát triển kinh tế xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới. Cái hệ thống nước sạch nông thôn sẽ không còn khác biệt so với cái nước sạch đô thị trước đây, bởi vì tất cả đều đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Và cái sự quan tâm này đó vừa giúp cho ngành nông nghiệp nâng cấp được cái công suất cấp nước, rồi nâng chắc được cái chất lượng nước sạch để đảm bảo phục vụ một cách tốt nhất cho người dân. Người dân trên địa bàn xã Nhân Ái là rất là vui mừng, phấn khởi vì được cái chính quyền địa phương các cấp là chăm lo cho cái đời sống của nhân dân trong cái nước sạch sinh hoạt hàng ngày của bà con. Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, từ năm 2004 đến nay, việc cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn có nhiều thay đổi với những thành tựu nổi bật. Tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch không ngừng gia tăng. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 91,5% và kế hoạch năm 2024 sẽ đạt 94%, tăng gần gấp 8 lần so với năm 2004, thời điểm thành phố Cần Thơ bắt đầu trực thuộc Trung ương. Đây là các công trình cấp nước có quy mô lớn, đẹp nhất từ trước đến nay, công nghệ hiện đại, chất lượng nước tốt nhất, đạt quy chuẩn của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu phục vụ cấp nước an toàn, liên tục và ổn định. Mặc dù trong điều kiện của thành phố còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền thành phố Cần Thơ luôn ưu tiên dành sự quan tâm cùng nguồn lực cho lĩnh vực nước sạch nông thôn. Cùng với đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước quy mô hiện đại, còn có gần 19.000 mét đường ống cấp nước đường kính lớn D450 được lắp đặt trên địa bàn các huyện, vừa tạo tính liên hoàn, vừa ổn định về áp lực, chất lượng cung cấp nước cho người dân khu vực nông thôn trên toàn địa bàn thành phố.